Xin chào mọi người, mình là Lê Võ. Thì lần trước, chính xác là những tháng trước, mình đã nói qua về Revit API, chủ thể là sử dụng macro trong Revit. Thì hôm nay thì mình xin trở lại với một tiếp tục với cái series đó, nhưng mà sẽ sử dụng Visual Thì mình xin giới thiệu nội dung của hôm nay luôn. Thì đầu tiên là cài đặt lookup view. Thì lookup view là gì? Thì đó là một cái công cụ mà Autodesk, mà cụ thể là tác giả là một trong những người đang làm việc ở Autodesk, là làm ra để hỗ trợ cho những nhà phát triển. Những developer gọi tắt là dev đi, để xem các thông tin đối tượng trong Revit. Ví dụ như thế này. Đây thì nó có nhiều chức năng của cái lookup view. Sau khi cài nó sẽ hiện cái biểu tượng Revit lookup ở đây. Thì sau khi cài nó sẽ có những cái này. Thì để xem thông tin đối tượng hiện tại thì chúng ta sẽ là Snoop Current Selection. Thì ở đây là ví dụ như một cái đối tượng element này nó có những cái thông tin gì để chúng ta xem nhanh đó. Nhưng mà chúng ta cũng nên lưu ý là không phải ở đây nó chỉ hiện hầu hết những cái thuộc tính method thôi, chứ nó không có hiện tất cả. Chúng ta muốn xem tất cả các cái method, cái property của một element thì chúng ta phải vào cái SDK của nó trong cái file CSM. Thì cái Revit SDK chút nữa mình sẽ giới thiệu sau. Thì đây mình muốn giới thiệu trước là cái kết quả, cái nội dung mà cái Revit Lookup View nó gọi tắt là Revit Lookup, thì nó cho ta xem cái gì. Thì ở đây thì như cái element này nó có bao nhiêu parameter hàng loạt đó. Rồi ID của nó là gì, level ID rồi này nọ, thông tin. Thì cái này cho giúp cho những dev xem nhanh nha. Rồi thì chút nữa thì chúng ta sẽ cài cái này. Thứ hai là cài Visual Studio, thì chúng ta chỉ đang là test thôi. Thì cài bản Community thì được miễn phí, thì version hiện tại mới nhất của nó là 2019. Thứ ba là cài đặt Add-in Manager, cái này dùng để debug. Cách debug như thế nào thì chút nữa mình sẽ giới thiệu sau. Thứ tư và thứ năm thì hai nội dung này thì chúng ta sẽ tiếp tục ở trong cái buổi thứ sáu đi. Sau khi chúng ta đã tạo các in nho nhỏ trong Visual Studio rồi thì chúng ta hãy tìm hiểu về cái này. Cái thứ sáu là mình muốn giới thiệu cho những dev hoặc là những người muốn sử dụng những Revit API để tối ưu hóa hoặc là tăng năng suất vẽ Revit hay là bất cứ thứ gì trong Revit. Ví dụ như như các bạn nếu mà theo dõi những cái buổi trước của mình á, thì ví dụ như các bạn muốn copy một cái parameter value, ví dụ như cái ở đây mình có hai cái đối tượng đi. Bây giờ mình muốn copy cái đối tượng, copy cái parameter value của cái đối tượng này vào cái đối tượng này, thì nếu mà theo như những buổi trước chúng ta học, chúng ta sẽ phải là lấy cái parameter của đối tượng này, xong rồi lấy giá trị của nó, xong rồi chúng ta lấy cái parameter của đối tượng này, rồi gán cái giá trị của parameter mà chúng ta lấy ở đối tượng này trước đó vào này. Thì vậy thì nó sẽ hơi lâu, và thứ hai nữa là sẽ hơi khó khăn cho những bạn mới tìm hiểu Revit API. Và cái dự án cái này của mình sẽ là mình sẽ build sẵn cái chức năng đó, giống như trong nếu mà như trong Dynamo vậy đó, nó có sẵn những cái badge, những cái nốt những cái nốt cho các bạn xài. Thì ở đây mình cũng là một loại như vậy đó, là những cái nốt. Ví dụ bạn muốn copy qua tên nào đó thì mình chỉ làm cái lệnh cho bạn thôi, mà bạn sẽ sử dụng luôn. Rồi thì
Chút nữa mình sẽ có một cái ví dụ về cái này để các bạn hình dung cho rõ hơn. À, và cái mong muốn của mình khi làm cái dự án này á, là không đến nỗi phổ cập, nhưng mà cũng gọi là mọi người có thể, ví dụ như bình thường chúng ta muốn sử dụng React API thì chúng ta bỏ 10 giờ, bỏ ví dụ như 20 giờ để nghiên cứu đi. Nhưng mà nhờ cái này thì chúng ta có thể giảm bớt còn 10 giờ hoặc là 5 giờ đó thôi, để chúng ta dễ dàng hơn. Thì cái mục đích của mình là như vậy. Thì sau khi các bạn xem video này, nếu các bạn ủng hộ dự án này mà mình thấy có nhiều bạn, thì mình sẽ hoàn chỉnh cái dự án này ha, và public cho mọi người. Còn nếu mà cộng đồng mà kiểu ít sử dụng quá thì thôi. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái này. Thì những cái lookup view nè, mình quên một cái nữa là template Revit add-in cho Visual Studio. Thì những cái link down những cái này thì mình sẽ cung cấp ở dưới description của video này, hoặc là các bạn có thể xem trong forum BTM, Beyond the Model, btm.vitc.com. Rồi thì để cài đặt những cái đó đi. Giả định là các bạn đã download xong rồi thì để cài đặt cái những cái đó thì chúng ta chỉ cần copy vào đây thôi. Ví dụ như Add in Manager, các bạn xem cấu trúc folder này, với lại Revit Lookup thì nó sẽ như thế này. Và nó sẽ có hai file Revit Lookup chấm Add in và Add in Manager chấm Add in. Các bạn lưu ý một xíu là khi mình download cái file Add in Manager về á, các bạn chỉnh sửa nội dung nó một tí. Nếu mà cái nó khác cái dòng này thì bạn chỉnh sửa lại y chang mình. Ở đây thường nó sẽ có cái directory ở đây nè, bạn xóa đi, bạn chỉ để vậy thôi. Bạn lưu ý cái file add-in này. Rồi. Chỉ vậy thôi ha. Rồi thì sau khi các bạn đã cài đặt xong cái này Visual Studio. Và một lưu ý nữa là trong Visual Studio khi mà cài đặt á, thì chúng ta chỉ modify, chúng ta chỉ cần tích vào cái này thôi là đủ chúng ta xài rồi. Những cái khác là dành cho những cái sự phát những cái nhà phát triển khác nữa ha, chỉ cần tích vào đây thôi, tích vào đây là được ha. Rồi. Thì bây giờ các bạn đã cài đặt xong những cái này hết đi. Thì bây giờ mình sẽ làm mẫu ha. Rồi thì ở đây mở Visual Studio lên, chúng ta tạo một cái create new project. Cái giao diện 2019 hơi khác so với 2017. Nếu mà bạn nào xài 2017 thì lưu ý. Rồi thì ở đây nếu mà các bạn cài xong cái Revit template đó, Revit template là cái này, cái số 4 này, thì lúc mà đánh vào Revit thì ở đây nó sẽ hiện ra 2018, 2019 và 2020 ha. Rồi. Đây ví dụ mình sử dụng 2020 đi. Và 2018 đi. Ok. Test process. Chọn nơi lưu. Ok. Create. Rồi. Sau khi bạn create thì nó sẽ như thế này. Cái file này là file chấm .add-in, là cái file mà chúng ta sẽ copy vào cái này nè, khúc này chỗ để cho này nè, để cho Revit nó tải vào khi nó mở thì nó sẽ mới hiện được những cái này, những cái add-in này.
Thì ở đây comment ở đây nghĩa là gì? Là nó sẽ hiện ra ở cái chỗ này nè. External tool này nó hiện ra những comment này ở đây. Còn nếu chúng ta sử dụng application đó, thì có nghĩa là chúng ta phải chọn tới một cái class class startup này, là cái chính là cái này nè, chấm app này. Để cho chúng ta có thể add vào những cái icon này. Cái này nó gọi là ribbon, RIBBON. Những cái này nó là panel, như khối lượng xuất in thì gọi là panel. Thì cách nào để tạo ra những này thì bài sau mình sẽ hướng dẫn. Cách nào để tạo cái tab này thì bài sau mình sẽ hướng dẫn. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu về, tạm thời thì mình không xài comment này đi, thì mình chú thích nó. Này gọi là chú thích trong C#, với là cái này mình chỉ để mình đọc thôi chứ nó không có được C#, chứ không được Visual Studio build thành file. Thì nút tắt nhanh là Ctrl K C, những Ctrl K và chữ K và chữ C, Ctrl K C. Thì mặc định thì cái template thì nó sẽ hiện ra những cái thế này. Thì trong mọi cái add-in thì hầu hết chúng ta đều sử dụng như thế này, cho nên này giống như là thằng chú thì chúng ta cứ để nguyên, còn những cái này chúng ta xóa đi ha. Thì rồi chúng ta sẽ ghi cái lệnh vào đây. Thì hơi khác trong macro, thì trong này chúng ta tạm thời không cần hiểu như thế này, chúng ta chỉ cần biết là chúng ta sẽ code ở trong cái khúc này. Đó. Rồi cái câu lệnh này nó sẽ trả về subsheet hay là subsheet này, fail hoặc là cancel ha. Khi mà chúng ta trả về subsheet đó, thì có nghĩa là những cái thay đổi trong này mà chúng ta viết á, nó sẽ áp dụng vào cái Revit project. Còn nếu chúng ta xài fail hay cancel á, thì nó sẽ dù chúng ta có thay đổi trong đây nhưng mà nó sẽ không có được áp dụng vào. Thì cụ thể ví dụ thì lúc sau các bạn sẽ hiểu ha. Bây giờ mình sẽ làm cái ví dụ để vừa cho các bạn hình dung và thứ hai nữa là cho các bạn sử dụng cái hiểu cái sử dụng cái Ad Manager này để làm gì. À, lại quên một cái nữa là Revit SDK linh tải thì nó sẽ có trong bài viết dưới video script description, hoặc là có trong bài viết tại BTM, các bạn có thể xem sau, xem bài viết đó. Để review SDK chút nữa mình sẽ giới thiệu tiếp. Bây giờ mình sẽ đi vào, chúng ta đã làm xong bốn bước này thì chúng ta sẽ đi tiếp. Tiếp vào cái làm xong bước thứ tư, mình sẽ test thử đây, chúng ta sử dụng thử cái Ad Manager. Bây giờ ví dụ mình muốn tạo cái comment giá trị nha, test một đi. Rồi bây giờ mình thử viết cái add in để nó copy cái giá trị test một từ cái tường này vào cái tường này. Rồi đầu tiên là chúng ta phải biết trước. Từng thứ hai, bước từng thứ nhất, bước từng thứ hai. Rồi lấy parameter của từng thứ nhất.
lấy parameter của thằng 12 nha. Tạo transaction để nói cho read biết là chúng ta đang muốn thay đổi cái gì đó trong cho nó. Cái này chỉ là cú pháp thôi, bạn chỉ cần làm theo là được. Start và commit. Start là báo này, tao đang bắt đầu muốn thay đổi này. Còn commit là tao đã thay đổi xong rồi, tao muốn ghi vào repeat này. Đó. Rồi. Tại vì cái comment này là một cái parameter dạng test, cho nên chúng ta sẽ muốn lấy giá trị của nó, chúng ta sẽ lấy nó trả về một cái string thôi. Chấm string. Thứ hai là rồi chúng ta lấy xong giá trị rồi thì chúng ta sẽ set cái này vào trong parameter thứ hai value 1. Rồi ok, giờ là xong rồi. Ok, mình sẽ view cái này. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn xài cái Admin Manager như thế nào ha. Cái Admin Manager là cái tại sao nó hiện cái này là bỏ qua mấy Admin Manager, mình sẽ nói về cái này. Tại vì trong cái template này khi mà chúng ta build á thì nó sẽ có một cái event là copy những cái này, những cái thứ mà chúng ta build ra đó vào cái thư mục này của Revit nè. Lại thêm một này nè, chúng thấy nó đã copy vào đâu à, test process rồi, file tên gì ta, à không phải cái thư mục này, nó xem nó copy vào, tại vì lúc cài add-in á thì nó sẽ có hai thư mục, cài add-in trong Revit thì sẽ có hai thư mục để copy vào. Mình thì hay chọn cái program data thì hơn là cái này đó, cái này nó tự động copy vào này chứ mình không có, nãy giờ mình đâu có làm gì đâu, và do cái câu lệnh mình setup trong đây này thì mình khuyên đó, là chúng ta bỏ này, xóa này đi, xóa này. Tại vì khi mà chúng ta đang, nếu mà chúng ta làm cái này là mỗi lần copy vào lúc mở đi, nếu mà chúng ta đang debug á, Revit nó đang xài cái file trước đó rồi mà chúng ta lúc sau chúng ta build nữa thì nó sẽ bị đè lên này, nó sẽ bị lỗi. Thì với lại chúng ta đang xài cái Admin Manager rồi, là cái này á, cái này chúng ta sử dụng Admin Manager thì chúng ta không cần phải tự động copy vào cái này làm gì. Chúng ta bỏ cái dòng đi, xóa đi ha, rồi mình sẽ build lại, mình cũng xóa ở đây luôn. Rồi. Thì sau khi cài Admin Manager thì nó sẽ hiện ở cái mục Add-in và External Tool này. Bạn thấy nó sẽ hiện ở đây, Admin Manager. Chúng ta nhấp vào đây và chúng ta sẽ load cái file mà chúng ta vừa build ra xong. Đây này, chúng ta load nó vào ở bên đó. Thì ở đây nó sẽ hiện ra này. Đó là cái lệnh comment mình vừa build ra. Mình lên thử đi. Lên. Pick cái tường số 1. Pick cái tường số 2. Rồi. Xong, các bạn thấy nó copy cái chữ test 1 vào này, thấy không? Đó. Thì coi như mình đã thử xong ha. Thì mình sẽ nhắc lại lưu ý cài đặt ha. Về cài đặt thì các bạn cài đặt lookup view, chúng ta sẽ có cái link down dạy với file zip và giải nén ra, rồi chúng ta copy vào là cái Revit lookup này. Các bạn thấy cái structure folder để cài và copy hai file này vào chỗ này.
Visual Studio thì dễ rồi, cài như một cái phần mềm bình thường thôi. Admin Manager thì cũng giống cái lookup view. Thì chúng ta để nén ra, chúng ta cứ copy vào, nó sẽ có hai file thế này. Và lưu ý là chúng ta mở cái file Admin Manager này lên, nếu mà ở đây nó khác, có cái nội dung gì khác cho cái khúc assembly này, thì chúng ta xóa đi, làm sao cho các nội dung các bạn y chang như cái các bạn nhìn thấy trong màn hình đó là được, để save lại là được. Rồi template refit thì chúng ta cũng sẽ có một cái file down, và khác với cái số 3 và cái số 1 thì cái này là bạn copy thẳng cái file chấm zip vào luôn, copy thẳng cái file zip vào cái thư mục này luôn. Nhưng mà riêng ở 2020 á thì nó lại hơi khác. Thì 2020 thì nó sẽ có, thì các bạn phải dạy nén ra, và trong đó nó có cái file install.bat á, thì chúng ta nhấp vào đó, chứ không có copy giống như 2018, 2019, 2018, 2019 như bạn lần hai đao hai cái này về, chúng ta để nguyên zip luôn và chúng ta copy vào đây. Thì mình sẽ show cái trong cái bên đó ra cho các bạn thấy để chúng ta dễ so sánh hình dung đấy. Vào đây đấy, ở đây có này cái file 2020 mà các bạn tải về nó không giống như vậy đâu, đây là mình phải tự zip lại á. Thì nói chung cũng không nhất thiết là các bạn sử dụng 2019 mà bạn sử dụng cho đứa 2020 cũng được, cũng không cần phải vẽ ấy đâu. Rồi kỹ hơn thì mình thấy việc encoder nó có một cái bài viết, có một cái bài viết hướng dẫn step by step lúc cách add như thế nào. Thì các bạn có thể, đây là cho việc 20 chắc là không 2017 hoặc là 2019, à này 2015 thì nó hơi khác 2019, mà cũng cũng nó khác về giao diện tí thôi. Các bạn có thể vào cái link này của VBcoder để mình cài đặt Visual Studio, cài đặt template. Ở đây hướng dẫn rất là kỹ, cái mình nói lúc nãy nè, đây mình nghĩ chúng ta build, chúng ta debug bằng Admin Manager, chúng ta xóa dòng đi cho nó khỏi vướng. Rồi rồi đó là rồi cái thứ năm là Revis SDK nha. SDK là một cái giống như bây giờ Autodesk nó muốn nhà phát triển tạo tạo những cái add-in cho Revit thì nó phải tạo một cái hướng dẫn người ta xài đó, thì cái này là cái như vậy, cái SDK này như vậy. Cái này là coi như là hình như cái viết tắt của software development development kit thì vậy, bộ công cụ dành cho nhà phát triển, hình như là vậy nếu nhớ không lầm. Thì mình sẽ hướng dẫn sơ một tí về cách sử dụng của cái này. 2020 thì nó sẽ cái file này, trong đây nó có những bài viết của các bạn đang đọc những cái này, read me first and get started đó, nó rất là hữu ích đó. Nó cũng có sample đủ, rất nhiều cái sample các bạn có thể vào đây các bạn xem. Đây nó có cái file trong cái thư mục sample, nó có nè, nó có một cái bạn nhấp vào readme, readme thì nó sẽ nó theo dạng by category, by skill. Như beginning thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái in beginning thôi. Delete dimension, delete offset, ribbon này nọ này. Customize ribbon. Cái này, cái ribbon này chính là cái này nè. Đấy, chúng ta muốn tìm hiểu trước thì chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao để tạo cái push button. Push button chính là cái này, những cái này nó gọi là push button, đó là những cái nút dùng để bấm vào push button. Đó. Thì ta sẽ tìm hiểu nó có sẵn, chúng ta có thể nhấp vào, ta mở cái solution này lên,
Bạn có thể tìm hiểu trong đây những ví dụ của nó khá nhiều. Chúng ta cứ tìm hiểu trước những cái này đó. Mình nghĩ là sẽ ổn. Rồi bây giờ mình sẽ mở file SDK lên để nào để xem. Ví dụ như mình muốn xem cái element nó có một cái là gì, mình nhấp vào đây index element này, đây nó giải thích này, thì đương nhiên là bằng tiếng Anh. Chúng ta đọc không hiểu thì Google dịch, không hiểu nữa thì kệ nó, sau này sẽ hiểu. Đến lúc nào đó chúng ta sẽ hiểu nó là cái gì. Đâu phải lúc nào mình cũng hiểu tất cả mọi thứ, nhiều khi những thứ mình làm ra còn không hiểu, lúc sau từ từ mình sẽ hiểu. Đây nó sẽ liệt kê ra method và properties. Method là gì và property là gì? Property đại khái là thuộc tính của nó. Giống như bạn, property của bạn là gì? Là tuổi của bạn là property của bạn, tuổi năm sinh này, này tên là một cái property, là nó gắn liền với bạn, nó theo bạn. Còn method có nghĩa là giống như bạn làm được cái gì thì đó là một cái method của bạn đó, kiểu vậy. Thì nhưng mà cái khác biệt thì dễ thấy nhất đó, chính là property thì nó sẽ ví dụ như property có một element đi, quên một là cái element thì nó sẽ có một cái property là ID này. Chúng ta đọc đây ta biết à, ID chính là cái tên riêng biệt của nó trong Revit, trong một cái dự án Revit à. Hoặc là chúng ta có thể đọc category à, element này có property category để biết nó là thuộc cái category nào, column hay là wall hay là gì đó à. Thì một cái property thì nó sẽ không, thì nó sẽ chấm và hết. Nhưng mà một cái method trong một cái method nói chung của C# ngôn ngữ C# luôn á, thì nó sẽ có hai cái dấu ngoặc này đó. Các bạn nhớ một cái đặc điểm nhận diện của chúng ta dễ thấy là ví dụ như method thì thường nó có cái ô màu tím đó, tím 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 tím. Property thì nó sẽ có kiểu cái cờ lê trắng đó, thì đó để mình phân biệt thôi chứ cũng không có gọi là quan trọng gì rồi hả. Ví dụ như mình muốn xem thử element trên class element này nó có những thuộc tính này, hoặc là ví dụ như muốn xem thử một cái solid có những thuộc tính nào nhé nha, nó nhấp vào nó xem. Những solid này nó có volume này, volume là thể tích của nó đó. Đấy. Nó có bao nhiêu mặt à, face này, rồi tính toán cái định trọng tâm của nó này. Chúng ta học xây dựng chứ không biết ha, như hình vuông, hình chữ nhật thì trọng tâm mình tính dễ, nhưng mà ví dụ như mấy hình mà nó tạo được bằng nhiều cái khía cạnh khác nhau, hồi xưa mình học là mình phải tính 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 S, rồi tính kiểu chúng ta phải chia từng phần ra để chúng ta tính. Hồi đó học vật lý 1 hay vật lý 2 vậy đó, trọng tâm hình học thì cái này nó sẽ compute sẵn chúng ta luôn để chúng tự tính, chúng ta dù cái solid nó khó tới đâu thì nó cũng tính được. Cái này để làm gì, nghĩa là chúng có cái này để cho chúng ta thấy là Revit, Autodesk nó cung cấp cho chúng ta những công cụ nào để nhà phát triển, và chúng ta có thể làm được những gì, nó cung cấp những gì cho chúng ta, kiểu vậy. Ví dụ như cái solid đó, nếu mà nó không cung cấp cái chấm volume này thì chúng ta làm sao biết được cái ví dụ như một cái element thể tích nó là bao nhiêu nếu nó không có cái volume này đó, kiểu vậy. Rồi thì mình giới thiệu sơ qua như vậy, thì các bạn cứ tìm hiểu thêm, đọc cái ví dụ của nó, cái sample của nó này. Sample của nó có mấy cái công ngữ VB.net nữa thì chúng ta không cần phải xem như thế này. Nó cứ để chúng ta collapse đi, collapse on. Chúng ta đọc những cái C# này. Thì chúng ta tham khảo cái file Revit sample readme của nó này, chúng ta xem theo skill, mình khuyến bạn nên beginner kiểu coi những cái nào để mình coi theo đúng cái bắt đầu trình độ của mình để cho nó dễ.
Hồi lúc mới đầu thì mình cũng mình coi những này thì mình cũng mò này nọ thôi. Rồi thì đó là xong cái việc SDK rồi. Ok, xong những cái này. Ngày thứ mình giới thiệu về lúc nãy mình nói về cái return reason trả về result chấm succeeded rồi chấm vậy mình để đi cancel đi rồi build nó. Rồi giờ mình thử dùng, mấy bạn thấy là những câu lệnh này mình vẫn để nguyên nha, mình chỉ thay đổi cái này thôi, thì coi coi xóa này đi, coi coi nó có thực hiện không nha. Lúc nãy chúng ta thấy là nó thực hiện copy parameter nè. Cái này là gì các bạn? Cái này chính là cái chữ copy parameter, chính là cái tên mình đặt cho cái transaction mã này nè. Rồi bây giờ mình làm lại cái đó coi nó có. Đã thực hiện được không nha? Này, này, rồi. Không có gì hết, thấy không? Trong Endo cũng không thấy có copy parameter đâu, cái này là của lần trước rồi. Đó. Thì là nếu chúng ta không có chấm subsist thì thế, thì nó sẽ không có thay đổi bất cứ gì hết. Fail cũng tương tự luôn, fail cũng giống cancel luôn. Mình sẵn mình giới thiệu luôn. Ví dụ như chúng ta muốn để một cái message nào đó, ví dụ như tôi không muốn lưu vào Revit chẳng hạn, thì cái message này chính là cái cho trên này chứ không phải tự nhiên nó ra đâu các bạn. Rồi mình build thử nó ra như thế nào nha. Test tiếp, nhấp vào đây đó. Lúc này thì nó sẽ hiện ra tôi không muốn lưu vào Revit, đó chính là cái này đó. Và nếu chúng ta result chấm fail á thì nó sẽ không cho chúng ta nút ok đó. Nó chỉ bắt buộc mình phải cancel, nhưng mà chúng ta chấm cancel thì nó cho chúng ta những ok thì cũng không khác biệt gì hết, mình chỉ giới thiệu. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng return chấm succeeded đó thì cái message nó sẽ không hiện nha, nó không hiện ra, nó chỉ áp dụng cho return lúc mà chúng ta return fail và return cancel thôi. Nhập vào ok, thì cái này nó sẽ lưu và nó không hiện message ra, mình thấy nó ở đây này đó. Giới thiệu một tí rồi, bây giờ thì mình sẽ nói về cái dự án này. Thì như lúc nãy mình nói thì nó sẽ hỗ trợ tiết kiệm thời gian và dễ hiểu hơn, nó giống như một cái nốt trong Dynamo vậy ạ. Thì để cho nhanh thời gian thì mình sẽ ví dụ như nếu chúng ta muốn copy parameter chúng ta phải làm thế này quá mất thời gian chẳng hạn vậy, thì mình sẽ add cái thư viện đó vào, add cái thư viện LRV LRE không phải này, trong đây cái thư viện này vào. Ok, using rồi. Giờ mình không cần những này, không có cần biết, mình chỉ cần hai cái element thôi. Rồi mình cần chép vào gọi con hai, mình sẽ copy cái method mà nó có cái dấu của tên suối này, chính là method từ trong cái thư viện khác với thư viện của Revit API ha, thì nó có biểu hiện này, thì chính là trong cái thư viện mình mới add vào á. Mình là con hai muốn copy từ cái element con một này thì đây. Và mình điền cái tên nó là comment vào
Đó. Vậy thôi, dễ hiểu. Rồi mình view. Chạy lại. À quên. Để xóa này. Rồi không cần xóa, thay đổi cái giá trị này là được. Rồi. View là nhấp vào, nhấp vào. Rồi. Đây. Ok. Thì mình sẽ viết nhiều cái kiểu những câu lệnh tắt như thế này, đó là sẽ tiết kiệm thời gian mà nó dễ hiểu hơn, cho dễ sử dụng và dễ xài hơn ha. Giống như cái nốt của Dynamo vậy, ví dụ như là get solid. Solid là một cái phần hơi rắc rối trong Revit ha. Thì hôm buổi thứ sáu chúng ta sẽ tìm hiểu về solid, thì chúng ta sẽ biết nó sẽ hơi rắc rối như thế nào. Nhưng mà nếu mà các bạn ủng hộ thì mình sẽ ví dụ như cái goal này, muốn get solid của nó thì mình chỉ cần một câu là get solid thôi chứ không cần phải dài dòng. Nếu mà chúng ta làm đúng theo Revit API theo những cái nó thì nó hơi dài, nhưng mà cái thư viện này của mình sẽ tự động hóa gom lại những cái đó vào cho các bạn, tức là không biết là phổ cập như mình đã nói, không biết là phổ cập nhưng mà giúp cho những bạn muốn gọi là các người sử dụng mà muốn tối ưu thêm cái thời gian mình sử dụng Revit đó, để nó nhanh hơn, nó hiệu quả hơn, đỡ phải xài tay nhiều, tay đỡ to, tay xài việc khác ha. Rồi thì hôm nay mình xin hết tại đây ha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu mà các bạn ủng hộ cái dự án số 8 thì bạn comment ha, comment ở đâu cũng được, mình thấy mình sẽ có động lực để mình làm, tại vì có nhiều người xài mình làm chứ không có ai xài thì làm để làm gì đâu. Cái thứ hai nữa thì chịu các bạn ủng hộ hay không thì mình cũng sẽ tiếp tục cái series này nếu mình có thời gian rảnh ha, thì chắc là sẽ thường xuyên hơn so với trước. Thì trước mình bỏ hơi lâu, trước là chắc 9 tháng trước rồi. Rồi cảm ơn các bạn ha.